Xin chào anh em, hôm nay tiếp tục gửi đến các anh em một kèo Aerob khá là hấp dẫn ở trên sàn OKX, Aerob trên sàn luôn các bạn nhé. Thì các bạn vào ví Web3 ở sàn OKX, các bạn nhìn phía dưới ở mục khám phá, các bạn tích vào đấy. Các bạn tắt cái thông báo của cái mục này đi. Thì các bạn vào cái mục tìm kiếm, thanh công cụ tìm kiếm ở trên đây, các bạn đánh cái chữ so long này này. Đây là một Aerob ở trên hệ sinh thái Sulala các bạn nhé. Ấn vào đây, kích vào so long. Đó, thì nó hỏi một số các cái quy tắc thì mình tích và tôi đồng ý và truy cập vào so long. Đây chính là cái giao diện của cái Aerob mà mình muốn nói đến, Aerob so long của hệ sinh thái Sulala. Thì đầu tiên các bạn phải connect cái ví của các bạn vào cái app này. Đó, các bạn ấn vào connect wallet này. Đó. Thì các bạn sẽ chọn là connect với ví OKX, mình đang làm ở trên sàn OKX nên tiện tích luôn vào OKX ở đây. Đó. Nó sẽ hỏi các bạn cái mã giới thiệu, thì các bạn có thể ủng hộ kênh Invest TV chúng mình bằng cách nhập cái mã là UVKZGFE. Đó, sau khi mà các bạn nhập vào các bạn ấn confirm. Confirm thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng. Đó, thì nó sẽ báo là bạn đã connect với ví thành công, success này. Để có thể claim được cái đồng so long này thì các bạn ấn vào mục authorize ở đây. Đấy, kiếm 1.000 point daily. Đấy, hàng ngày thì các bạn kích vào, nó yêu cầu bạn xác nhận lại cái ví của các bạn. Các bạn ấn xác nhận vào đây. Đó, sau đó thực hiện bước xác minh vân tay của bạn. Sau khi mà các bạn làm đầy đủ các bước đấy thì sẽ nhận được là 1.000 point. 1.000 point mỗi ngày. Thì ngày hôm sau thì các bạn sẽ vào lại ví web 3 và làm tuần tự lại đi tìm cái từ khóa so long. Lúc này thì nếu mà bạn nào mà đã connect ví rồi thì không cần các cái bước connect ví và nhập mã code giới thiệu nữa, và các bạn ấn vào authorize để nhận 1.000 point mỗi ngày luôn. Đó, kèo này của sàn OKX nên khá là thơm, các bạn thực hiện luôn nhé, mới tinh tình tình luôn đấy. Mình sẽ tiếp tục cập nhật những kèo Aerob để gửi đến quý và các bạn hàng ngày. Rất mong nhận được sự ủng hộ quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.